tuyển Đức rối bời chỉ trích nhau sau trận thua sóc Nhật Bản. Thua Nhật Bản, tiền vệ IK Gundogan gây bão với chỉ trích thẳng thắn các đồng đội, còn các cựu binh tuyển Đức như Immanuel Thomas Muller hay huấn luyện viên Hansi Flick cũng liên tục nhắc đến sai lầm. Sau trận đấu, tiền vệ IK Gundogan, 32 tuổi, gây bão với phát biểu chỉ trích đồng đội, chúng tôi đã giúp tuyển Nhật Bản chơi bóng quá dễ dàng. Đặc biệt là bàn thắng thứ hai, tôi không biết liệu có bàn thắng nào dễ dàng hơn được ghi tại World Cup hay không. Điều đó không nên xảy ra vì tuyển Đức đang đá World Cup. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã kiểm soát trận đấu trong phần lớn thời gian. Nơ đã cứu chúng tôi một lần trong hiệp 2, đó là lý do tại sao chúng tôi có anh ấy. Tuyển Đức đã có một số cơ hội khó tin nhưng không thể ghi bàn thứ hai. Chúng tôi đã để bị thủng lưới hai bàn trong 8 phút quá dễ dàng. Tuyển Đức triển khai bóng từ dưới lên chưa tốt trong cầm bóng, di chuyển, truyền bóng. Chúng tôi đã phụ thuộc quá nhiều vào bóng dài trong hiệp 2 khi những đường truyền ngắn đã để bị cắt đứt quá dễ dàng. Có cảm giác không phải ai cũng thực sự muốn có bóng. Chúng tôi để mất bóng quá thường xuyên và quá dễ dàng. Khi nghe thấy điều này, huấn luyện viên Hansi Flick đáp lại, đó là tuyên bố của IK. Anh ấy có thể nói điều đó. Điều quan trọng với tôi là tập thể đưa ra kết luận đúng và chịu trách nhiệm. Điều này thật đáng thất vọng. Tuyển Nhật Bản rõ ràng đã đánh bại chúng tôi ngày hôm nay về tính hiệu quả. Những sai lầm cá nhân mà chúng tôi đã mắc phải đơn giản là không được phép xảy ra. Một trong những người chơi tốt nhất bên tuyển Đức, thủ môn Manuel Neuer, 36 tuổi, chia sẻ, tuyển Đức đã không phòng ngự tốt cho đến phút cuối, không có đủ bình tĩnh để chơi lấn lướt. Chúng tôi nên chơi nhanh hơn, tốt hơn trong phần sân đối thủ, tự tin hơn một chút thì mọi chuyện đã khác. Sau đó, chúng tôi đã phải trả giá. Tuyển Nhật Bản nghĩ rằng họ có thể làm được điều gì đó, còn chúng tôi thì không. Đây là một sự thất vọng lớn đối với tuyển Đức. Chân sút kỳ cựu Thomas Muller, 33 tuổi, bực bội có cảm giác chúng tôi chơi tốt trong phần lớn trận đấu nhưng không hiệu quả ở hai đầu sân. Thật lố bịch khi tuyển Đức để thua thế này. Cuối cùng, rõ ràng chúng ta phải tự trách mình vì sự thiếu hiệu quả tuyển đức phải vượt qua điều đó và duy trì mục tiêu